của rất nhiều người. Hối thông không? Tôi biết đánh đàn ông bởi nhìn Lâm Thanh Diệp với ánh mắt đầy tôn trị. Thường anh được tin được hai đôi bóng xinh đẹp như thế. Quả thật anh với người ta tôn trị đến đỏ mắt. Ba người dừng lại ở vị trí cách xe cấu không xa. Nhìn chọn chàng có khóa bấm dừng nè. Trắng. Tám người này cực kỳ đánh vào phần tay này. Từ khi đóng cặp cổ tay tiếp tục tiến hành. Chỉ Lan một bước hơn các đám tâm bạc hơn, biết đâu là chúng tôi đang có hình ký hiệu của cô thì sao. Ủa sao cái này nó còn... Ngày lúc hai người đang nói chuyện, đám người đột ngột rối loạn lên. Rồi, tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn về một phía của quảng trường. Là một quảng hậu chân, máy mới nó sẽ có như thế này này. À, một sợi dây nguồn, một cái tô vít với lại những cái con ốc này này. Cái con ốc ở trong này là để bắt cái chân thùng kia. Đây. Nó đây. Còn cái này là cái tay kê để đẩy giấy vô. Rồi. Bây giờ. Bây chưa? Đây mở nguồn. Mở nguồn nè. Xong rồi công tắc ở đây. Cái này là cái sẽ có cái chân thùng ở dưới này nha. Máy nó đang khởi động, nó tự chạy cái cô này. Mặt sợ quá chạy. Mà đang là khổ 210 nha. Khổ 210 thì mình nhập vô 200 này. 200. Vậy nó sẽ tự đẩy ra. Và khi mà cái nút reset sáng, cái nút này reset sáng thì mình có phải cắt được. À, bây giờ nhập 199. Không. Mọi người cùng được thưởng thức sức mạnh của cuộc chân đây. Như là 1998 đấy nha, mỏng nó như sợi cước luôn. Mấy ly nó cũng cắt nữa. Mỏng như sợi cước luôn. Hai ly. Đặt con gái ở dưới sân khấu nhờ cái